ăn kem đá bào ngon lắm mọi người ơi. Các bạn ơi, mình đã tới được cái nơi mà có tuyết rồi. Mệt quá, lần đầu tiên được thấy tuyết luôn. Lạnh quẽo luôn. Đây mọi người nhìn thấy đi, bây giờ đang là 4 độ. Wow. Ước gì bây giờ mình không có răng. 2, 3. Đây, bây giờ nguyên nhà đã có 4 cái kem rồi. Bây giờ tất cả chúng tôi đều thi, ai ăn hết cái kem trước thì người đó sẽ thắng. Nếu mà ăn hết cái kem mà hát được một đoạn nữa thì thắng được phần thưởng cao hơn nữa luôn. Ok rồi, các quay lại, chuẩn các bị lại. Mà con không ăn hết nổi. Thì ăn nửa cây thôi. Ăn nửa cây thôi. Ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Ai mà ngừng trước thì đó thua nha. Không được đâu. Được đâu. Trời ơi, thấy nó đơn giản mà ăn vô cái nó muốn lạnh cái cổ họng. Ai mà uống bia cảm giác được nó uống vô gấp nó lạnh cỡ nào thì giờ ăn kem nó lạnh giống y vậy á. Vừa ăn vừa cãi nó mới dở rồi. Trời ơi, ăn được nửa cây rồi nè. Lùi lại mới thấy cắt được. Wow. Nó hơi răng. Ước gì bây giờ mình không có răng. Nhưng mà kem này rất là ngon nha. Ây da. Bây giờ lần đầu tiên mới ước gì không có răng, nó tê răng quá. Ai có cái điện thoại lấy ra cho mượn bấm coi nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu độ rồi. Không có mạng coi được không? Được, được lạnh lắm. Nhưng mà ây da. Không được ly, phải có mạng mới sờ được ly. Ê, tính dụ tôi đang ăn kem trước tôi ăn vậy. Trời ơi, ăn mẹ vậy? Phải vậy thôi. Wow. Cái này là Seoul. Còn vậy. Đây, mọi người nhìn thấy đi, bây giờ đang là 4 độ, không phải đơn giản đâu. 4 độ mà ăn được cái kem này là khủng khiếp lắm, bây giờ cái miệng tê luôn rồi. Thắng mà. Thôi mình quên là phần thưởng là gì nha. Một buổi đi ăn. Bánh tráng nha. Cơm xa nha. Chả cá. Phi cá còn được hơn. À. Cát nửa cây là cát thắng rồi. Cát đừng có quay mặt lại cái máy, con cứ quay mặt lại mọi người kia vậy. Con lùi lại đây nè. Trời ơi, nó bút cái đầu luôn á. Nhưng mà kem ngon quá, phải ăn từ từ thử thôi. Chứ tự nhiên mới ăn thi á, ăn không thử thôi thử gì á. Ê, ăn kem ấm lại luôn nha. Ấm quá. Ăn lại miếng ấm cho đỡ lạnh. Một cuộc thi điên rồ. Một cuộc thi khủng khiếp gọi là mán rợ. Con coi gì thua, con vẫn là người thắng cuộc bởi vì con là em bé giỏi nhất. Nhưng mà con chỉ cần ăn một càng chút nhất. Nữa là con thắng rồi. Con là cuộc thi của em bé, còn cái này là cuộc thi của người lớn. Cái mặt vô miệng nó có bị lạnh không? Cái mặt vô miệng nó có bị lạnh không? Mày lạnh quá. Ủa, cây của Thương có bị nhiều không? Thương ăn hoài không hết vậy. Chưa bao giờ mà thèm cái kem được ít như vậy đúng không? Nó thôi. Nói kỳ vậy. Con đừng ăn á. Ta là người chiến thắng.
ra. À. Cái ông ta nói nhà mình khùng không? À. Đầu quá. Để ăn nhanh đi. Cũng lạnh luôn. Chảy nước mắt. Rồi ăn kem rồi chảy nước mắt. Nó buốt cái mỏ luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên ăn hết cái kem vậy trời. Giỏi dễ sợ. Khác gì thằng Nhi. Yeah. Yeah. Hai thằng chóp bao dăng nha. Ok. Ba thằng nhất rồi. Nhanh đi nào. Ôi chưa kịp ăn, chưa kịp ăn nó cho chơi chết rồi. Không để ơi con đã không tiền bát gạo quá tôi ơi. Có ai chấp nhận là người thua cuộc không? Tôi. Ai chấp nhận là người thua cuộc? Về chót rồi phải không? Tôi. Tôi bắt giơ tay của cô Linh là sao? Ok, tôi giơ tay của cô Linh là sao? Tôi là người chiến thắng rồi. Bây giờ các thứ hát bài rồi, các hát được không nè? Các hát được, các hát nhất luôn. Bài gì cũng được. Để coi cái miệng các có bị lạnh không á. 2, 3. Come to Marita, hang Teresa, apple gum, oh my god, helium, apple gum, tom tom hang, oh my god. Rồi vô nè, chụp tấm hình nè. Vậy là các chị Nhi nha. Ít là ba rồi. Nhất là được ba món quà nha ba. Ăn nổi nữa không? Ăn nổi thì ngưng nha. Cái lưỡi em nó tê luôn á. Kem ngon quá. Kem ở đây ngon, kem rất ngon. Mà tự nhiên bắt Thi ăn vậy cái không thưởng thức được gì á. Dạ. Cây kem khác như cây cùi vậy. Nói chung là mình là người chiến thắng rồi. Thôi bây giờ mình là hưởng thụ thôi. Rồi hát được bài gì nữa không? Giờ nhảy một bài luôn cho đỡ lạnh. Bây giờ người thắng, người nhất sẽ được 3 món quà nha. Ok. Ê, đừng nói bỏ thùng rác nha. Ly á. Ly. Nè, con. Đâu, né coi. Đâu. À. Nhỏ tưởng mình làm gì. Thôi chào mọi người đi. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem chúng tôi tổ chức một cuộc thi điên rồ. Nếu như ai có dịp đi tới một đất nước nào lạnh thì hãy kéo nhau ra thử một cuộc thi giống như vậy đi, sẽ biết được nó lạnh như thế nào. Bây giờ cái miệng mình nói cũng không được luôn, tán mình cũng mất cảm giác luôn. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký Huy Khánh Vlog nha. What?